Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài hướng dẫn cách khắc phục lỗi không có âm thanh khi import video vào Premiere CC. Let's go! Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một project mới. Ở đây tôi đặt tên là Fix Import Sound. Ok. Rồi, sau đó tôi sẽ tạo một sequence. Rồi tạo sequence, ok. Import video vào, bây giờ tôi sẽ import video vào và kéo video vào trong timeline làm việc. Ok, sẽ kéo thêm video nữa. Như các bạn đã nhìn thấy thì ở đây chúng ta không có dòng âm thanh, và khi mà play thì âm thanh, cột âm thanh không hiển thị lên. Thì để cách khắc phục rất đơn giản, chúng ta click vào cái phần A1 này cho nó nổi màu xanh lên. Sau đó tôi kéo lại video. Thì ở đây các bạn đã nhìn thấy là đã có dòng âm thanh đi cùng theo video. Và khi chúng ta play, khi chúng ta play thì âm thanh đã nổi ở bên bên thanh làm việc. Rồi, vậy là chúng ta đã khắc phục xong khi mà import video mà không có tiếng. Và hẹn gặp lại các bạn vào các video hướng dẫn khác. See you.